Kênh Hoa Lan Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan Thơ mình không có bán hàng các chú ơi. Tuy nhiên mình không có bán hàng tại mưa gió quá, nhưng mình về trễ á, không có soạn cây kịp. Qua này mưa sơ sát luôn, quá trời mưa luôn, không có soạn cây kịp để bán cho các chú anh chị. Mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các chú anh chị mình ngắm một cái loại hoa cực kỳ quý hiếm. Đó, đây là cái giò hạt vĩ nha, chứ không phải là ngắm cái giò hạt vĩ nha. Cái này hạt vĩ giống nè các chú. Ghép này rễ ra ok không? Ngon lành luôn. Chút xíu mình sẽ chia cho các chú anh chị mình xem nè. Các chú nhìn đi có thấy không? Không bao giờ nhìn thấy được. Đó, một chút xíu nữa mình sẽ có cách mình quay để cho các chú anh chị mình ngắm cái loại hoa quý hiếm. Đó, 3.000 năm mới nở một lần nha các chú. Hôm nay nở tại vườn hoa Lan Thơ, rất là hạnh phúc các chú. Thì nói chung mình vô tình thôi, vô tình này mình đi làm về đó các chú. Rồi mình ra mình thăm vườn, rồi mình đi mình lấy đèn mình soi cho tự nhiên mình soi ngang mình thấy chiếu như kim tuyến vậy đó các chú. Trời ơi, đó là mình quay kỹ lại mình nhìn mình mới thấy. Đó. Thì nói chung mình không có bán hàng, nhưng các chú anh chị nào mình thích cái loại lan gì đó thì mình liên hệ với mình qua số điện thoại 0769385164 ghi trên các clip trước á. Mình sẽ kết nối Zalo và mình chụp hình gửi cho các chú anh chị mình xem. Rồi các chú anh chị nào mà mình có nhu cầu mà lấy cái loại mà phân bó lá hỗn hợp của mình pha đó thì các chú cứ alo cho mình, thì mình cho địa chỉ mình gửi cho, chỉ 28.000 chai thôi. Và thuốc chị thối nhũng luôn. Thuốc chị thối nhũng thì chỉ có 10.000 gói thôi các chú. Đó, bây giờ mình sẽ cho các chú anh chị mình ngắm một cái loại hoa, đó là hoa u đàm. Đó. Để thôi mình nói hai cái các chú anh chị mình la mình nữa. Đó. Nói nhiều mà không chịu quay cho xem nữa. À, thật sự ra mình để gì là các chú nhìn không thấy được. Đó, nhìn không bao giờ thấy. Thật sự nếu ban ngày là vô phương thấy các chú nè. Một chút xíu mình có cách mình quay cho các chú anh chị mình xem. Đó. Các chú thấy không? Hoa u đàm. Đó, bây giờ mình sẽ tắt đèn nha. Mình xin phép mình tắt đèn cái cho các chú anh chị mình xem là cực kỳ luôn. Nhìn đẹp long lanh luôn các chú. Đó. Mình chỉ mở cái đèn led điện thoại thôi. Đó, các chú thấy không? Hoa u đàm 3.000 năm mới nở một lần nha các chú. Đó, thì theo như cái nhà Phật á, theo như nhà Phật á, thì mình cũng nghe truyền đạt lại thôi, chứ mình không có rành, không có biết gì những cái vấn đề này. Thì theo nhà Phật cái truyền đạt lại đây là loại hoa u đàm này 3.000 năm mới nở, là người ta thường nói là gì, Đức Phật gì giáng tế đó các chú. Đó, là người ta gọi là Đức Phật hạ phàm đó, là xuống là giúp đỡ cho những người nghèo khổ gì đó. Thì mình cũng truyền đạt vậy thôi. Thì nói chung bản thân mình cũng là Phật tử cho nên mình cũng biết chút. Đó. Đó, hôm nay mình sẽ quay cho các chú anh chị ngắm nở tại vườn của hoa Lan Thơ luôn nè. Đó. Nói chung là loại hoa này thì theo mình tìm hiểu á, thì ở trên cái đỉnh của hoa nè, hình cũng như một cái quả chuông vậy đó các chú. Đó, cái này mình quay cực kỳ cận cảnh luôn, nó chỉ thấy được chị thôi. Đó, như thì mình thấy cũng y chang như là cái mình tìm hiểu trên mạng thôi. Đó, cũng y chang vậy đó. Đó, như hình một cái quả chuông vậy đó. Cái này nếu mà nói để ban ngày mà đi sơ qua là thua luôn các chú, rất là nhỏ luôn nè. Nhỏ hơn một cái, nói chung là nhỏ cực kỳ nhỏ luôn. Cái cọng chỉ mình đã nhỏ rồi, cái này nhỏ hơn gấp mấy lần cọng chỉ nữa. Đó, mình quay gì là mình chỉ thấy được cái đỉnh chuông ở trên đầu nè, còn cái cọng cái thân của hoa đó. Cái thân của hoa để bám vào cái thân cái cây lan này là cực kỳ nhỏ luôn nè, mình dùng tay mình che mới thấy. Mình để gì thì mình thấy nó cũng không rõ mấy nè. Đó, gì nè các chú ơi, gì thấy rõ nè. Đó, này là mình quay cực kỳ là gần dữ lắm, gần cực kỳ cận cảnh luôn rồi đó. Chỉ thấy được gì thôi đó nha các chú. Cực kỳ đẹp không các chú. Đó. Thì nói chung là mình cũng vô tình phát hiện thôi.
À, vào ban đêm là mình nghĩ là chắc hoa này là cũng đã nở chắc cũng vài ngày trước thôi sau rồi đó cao chú. À, tại nhiều khi ban ngày á mình không có phát hiện được, ban ngày khi mình đi là vô phương nhìn thấy đó. Ban đêm mình gọi đèn nè, mình gọi đèn gì cái chiếu lấp lánh như kim tuyến vậy đó cao chú. Ủa mình nói ủa sao cái gì lấp lánh đó. Thì mình cũng sợ là bị ốc rồi này cái nọ nữa, mình mới soi kỹ lại là mình nhìn mình mới thấy nè, nó có phát hiện cực kỳ đẹp không các chú. Cái này nếu mà để mở đèn lên có ánh sáng, có ánh sáng của đèn đó các chú, là mình nhìn không không rõ, mình phải tắt đèn và mình mở cái đèn led của điện thoại lên nhìn mình mới thấy rõ này các chú. Nói chung là hoa mọc thẳng đứng nha, ở trên đầu của ngọn đầu của hoa là có cái hình như cái quả chuông vậy đó. Thì cái loài hoa này có thể là có nhiều chỗ cũng như là ở một cái nhà nhà chùa nào ở đâu á, lúc đó mình cũng có coi nó hơi hơi lâu lâu rồi, hơi lâu lâu rồi là mọc ở trên mọc trên chỗ cái bình hoa hay gì đó mình nhớ nhớ gì đó, rồi mọc ở trong trong vườn nữa, rồi các sư cô mới ngắt đem vô để trên bàn thờ đó, rồi có chỗ là mọc ở trên trên khung cửa sổ các chú. Nói chung là hoa này là mọc tất cả các chỗ, chỗ nào cũng được hết. Hoa này là mọc là nhiều khi trên sắt hay là trên đá hay là trên thân cây gì đó là mọc là nở là tự nhiên rất là bình thường. Một loại hoa này là nói chung là mình cũng cũng có duyên lắm mình mới gặp được một cái loại hoa này các chú, nở tại vườn mình luôn, rất là hạnh phúc. Đó. Rất là nhỏ các chú ơi. Mình quay vô điện thoại gì mình nhìn mình còn còn thấy nè, còn ở ngoài là mở đèn là mình nhìn không thấy luôn á. Nãy mình đem vô là lúc còn đèn còn ánh sáng đó, còn đèn còn ánh sáng là mình không xác định được nó nằm ở trên cái nhánh lan nào, mình quên tiêu luôn, mình phải phải soi kỹ lại mình nhìn mới thấy nè. Thì hiện tại bây giờ có khoảng là 2 4 6 8 8 bông, 8 bông rồi cao chưa, 8 bông hoa hoa u đàm. À, các chú mình nào à, đó giờ mình chưa biết cái loại hoa này thì mình vô đây mình ngắm nha. À, nói chung là theo người ta nói là tới 3.000 năm mới nở một lần lận mới nở lại một lần ở các chú. Mình cực kỳ mình cũng cũng có duyên mình mới gặp được nè. Đó, thì mình vô tình mình đi thăm vườn đây, bây giờ đi đi vòng đó, thường mình đi làm về mình cũng hay đi vòng kiểm tra cây cối rồi sau khi mưa gió này kia nọ nó gây sợ ốc nữa đó, đi kiểm tra thôi. Mình soi đèn thì vô tình mình gặp thôi, chứ bình thường là vô phương muốn đi thoáng qua là không bao giờ thấy được. Nhìn bây giờ đã ban ngày, và ban ngày mà nếu mà nhìn kỹ cũng không thấy đâu cao chút, rất là nhỏ, hoa là rất là nhỏ luôn. Nhưng mà cái điện thoại mình quay mình để gần gì nè thì nó lấy nét á, thì mình nhìn còn thấy nó lớn lớn, còn ở ngoài là rất là nhỏ. Ở ngoài là nếu mà hiện tại bây giờ tắt đèn là chỉ nhìn thấy được cái chớp ở trên cái đỉnh của cái cây hoa thôi, nó phản chiếu ra cái ánh sáng thôi có chút, chứ cái thân là nhìn không thấy luôn, cái thân rất là nhỏ. Cái này là cái giò hạt quỷ, mình ghép hạt quỷ giống nè, giờ rễ ra bám quá trời luôn đó, ăn giờ mầm nó nhảy cũng quá trời nhảy luôn. Giờ mình sao mình phát hiện nó hoa u đàm nở trên đây đây, chắc cái giò lan này mình không bán luôn quá. Nói chung là mọc tương đối đều nha các chú, mình để xiên về mình nhìn là đều luôn nè, hoa rất là đều mà có phát ra cái ánh sáng chiếu nè. Mình quay điện thoại mình thấy một chấm trắng gì ha, chứ ở ngoài là nó có lấp lánh nha các chú.
ở ngoài là tắt đèn là mình để cái đèn led của điện thoại á, mình thấy lấp lánh vậy nè. Rồi bây giờ mình coi như mình ngắm nãy giờ mình cũng tạm ổn rồi các chú. Rồi bây giờ mình thôi mình xin kết thúc cái video tại đây. Đó. Các chú nào mà mình chưa biết thì mình cứ vô mình ngắm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.